vị và các bạn, bệnh hen phế quản là một chứng bệnh mãn tính xuất hiện ở mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người già. Dấu hiệu nhận biết của bệnh hen suyễn hay hen phế quản mãn tính là đầu tiên người bệnh sẽ xuất hiện những tình trạng ho dai dẳng, kéo dài lâu ngày, ho khan, khò khè, ho có đờm. Sau đó người bệnh sẽ xuất hiện tình trạng tức ngực, khó thở. Theo thống kê, tại Việt Nam có hơn 4 triệu người dân bị hen suyễn mãn tính và tỷ lệ tử vong rất cao, chỉ đứng sau ung thư. Trong phóng sự ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ một cậu bé bị hen phế quản từ bé và được chữa trị bởi một sản phẩm mới có xuất phát từ thành tựu y học cổ truyền mới được nghiên cứu. Giờ đây, cậu bé không chỉ thông thoáng đường thở mà còn trông khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác. Hãy cùng theo chân chúng tôi để tìm hiểu cậu bé đã vượt qua được căn bệnh hen suyễn như thế nào nhé. Ban đầu thì là cháu chỉ ho thôi, ho có đờm. Đi khám thì bác sĩ nói rằng là cháu chỉ bị viêm phế quản thông thường. Nhưng mà sau một thời gian thì tôi thấy là con thở gấp, hụt hơi, rồi là còn khò khè nữa. Tiếng thở thì rên rít như là mèo hen ấy. Còn xuất hiện cả cái vấn đề là con khó thở. Thì tôi cũng có cho con uống đơn thuốc kháng sinh của bệnh viện. Thế như là long đờm này, bổ phế này. Thậm chí là những lúc con nặng là còn cho con cả dùng khí dung nữa. Cháu càng ngày thì càng nặng, thường xuyên là nghỉ học. Có tháng, một tháng con đi học thì nghỉ mất 20 ngày. Trong người thì lúc nào cũng phải có khí dung này, xịt hen ở bên cạnh để đề phòng. Nhìn con xanh xao vàng vọt thì rất là sốt ruột. Chỉ mong rằng là mình có thể ốm bệnh thay con thôi. Một phần nữa là còn ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, là lúc nào cũng phải có một người nghỉ hẳn ở nhà, không đi làm gì cả, để vào bệnh viện chăm con. Tuy như vậy thì gia đình vẫn luôn luôn là mong muốn có một cái phương pháp nào đấy hoặc là có một loại thuốc nào đấy để có thể mua về để điều trị cho con. Gia đình thì cũng rất là lo lắng bởi vì cũng sợ là cháu sẽ bị di truyền hen suyễn từ ông ngoại ấy. Vì trước đây mình đã chứng kiến ông có những cơn khó thở này, những cái tiếng kêu rên rít trong buổi tối như thế. Đến bây giờ mình nhìn con mình nó đúng các triệu chứng như ông ngày xưa. Cũng lo lắng thì là gia đình đưa con đi khám bác sĩ. Sau khi bác sĩ làm các kết quả xét nghiệm thì đúng là con mình bị hen suyễn thật sự. Phương thuốc hàng ngày cho con ấy chỉ có xịt hen và khí dung thôi. Thì bác sĩ cũng nói rằng là con sẽ phải sống chung với cái bệnh này cho tới khi nào con lớn lên, sức đề kháng của con tốt hơn thì cái khó thở của con đỡ đi được. Nhưng mà thật sự là cha là mẹ ấy, thì không ai có thể mà an tâm nhìn con mình ngày nào cũng khó thở hơn này, rồi con xanh xao vàng vọt như vậy. Rồi chưa nói là đến việc là con đến trường ấy thì bị bạn bè trêu rất là nhiều. Con thường xuyên nghỉ học, con luôn là buồn, con mặc cảm. Con về nhà lúc nào con cũng hỏi là mẹ ơi, đến bao giờ thì bệnh của con khỏi? Làm mình cảm thấy rất là đau lòng. Chỉ cần là con ngửi mùi thôi, hoặc là khi mà con ra ngoài đường con đi học ấy, con không đeo khẩu trang là về nhà con bị hen ngay. Ông ngoại cháu thì bị hen suyễn nên là khi mà sinh cháu ra ấy, thì cái đường hô hấp của cháu cũng rất là nhạy cảm. Thêm vào việc đó là mình rất là bận, không có thời gian mà đưa đón, nên là con cũng chủ động trong vấn đề đi lại khi mà đi học. Mặc dù là con đã đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, thế nhưng mà khi mà con tiếp xúc với môi trường bên ngoài thì mọi vấn đề đều không ăn thua. Thành tích học tập của cháu thì cũng rất là giảm sút. Gia đình còn lo lắng là cháu mặc cảm, cháu xấu hổ với bạn bè nữa. Rồi lo cả những cái lúc mà cơn hen bột phát ở trong lớp ấy, thì các bạn lại xa lánh. Như vậy thì tinh thần của cháu rất là suy sụp. Tuy nhiên là gia đình thì lúc nào cũng ở bên cạnh là động viên con là cố gắng vượt qua bệnh tật. Nói thì là nói động viên con, nhưng mà trong lòng mọi người trong gia đình thì cũng là nghĩ rằng là có khi phải chuyển trường, chuyển lớp cho con. Điều trị hen được một thời gian bằng sử dụng kháng sinh, thuốc tây, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm với Tiến Đông. Ngày ngày phải trải qua cơn hen trong sự lo lắng của gia đình, người thân. Cậu bé 10 tuổi, nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi khá, phải đối diện với cơn hen ngày một tăng. Mặc cảm với bạn bè, thầy cô, thấy lạc lõng và áp lực. Con là Tiến Đông, năm nay con 10 tuổi, con bị hen suyễn từ lâu rồi á. Nhiều khi trong lớp con bị học quán nên con cũng chỉ ngại với các bạn, được mẹ động viên và khuyên nhủ nên con cũng bỏ qua, cố gắng điều trị và tập trung học tập. Mỗi lần lên cơn hen là con rất mệt mỏi, khó thở, không chịu được, cũng như không tập trung để học tập được. Người không ăn uống được gì cả, chán ăn, mệt mỏi. Có những lúc là con xem tivi này, hay là con đang ăn hoặc là con đang học bài thôi, thì đều có cái cơn hen bất chợt.
nhìn con thì rất là sốt ruột. Mình thì lo lắng, vứt mọi thứ, không làm được cái gì cả để tập trung chăm sóc con, để ý đến con. Sốt ruột lắm, mà không biết làm cách nào, vô cùng là bất lực luôn. Mặc dù thì bên cạnh cũng có người hỏi han, quan tâm, chăm sóc con thường xuyên. Thế nhưng mà mình cũng rất là mong rằng là có một cái giải pháp nào đấy để khắc phục, điều trị cho con dứt điểm, để cho con khỏe mạnh hơn, tự tin và sống hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Nhiều khi ấy, là thấy cháu mình nó ho ấy, là mình rất là sốt ruột. Bản thân mình cũng đã mắc bệnh này lâu lắm rồi, mà mình cũng đang sợ là bệnh này nó sẽ di chuyển sang các cháu. Mà cái bệnh hen suyễn ấy, là khi nó lên cơn ấy, thì nó rất là khổ. Trong cổ thì lúc nào nó cũng có một cái gì đó như là mắc ở cổ ấy, nó cứ khò khè. Người lớn mình ấy, cũng đã mắc cái bệnh này cũng đã là khổ rồi, huống hồ là các con, các cháu mình nó mắc thì nó khổ đến đâu nữa. Từ một cậu bé chăm học đạt nhiều thành tích tốt, trở nên mặc cảm tự ti vì bệnh hen suyễn, người mẹ cũng tìm rất nhiều phương pháp để chạy chữa cho con. Niềm tin sử dụng thuốc nam từ y học cổ truyền như một ngôi sao hy vọng le lói với mong muốn để con mình sớm khỏi bệnh. Kết quả sẽ ra sao? Cho đến khi tôi tâm sự với người bạn về cái bệnh tình của con mình thì mới biết rằng là con trai của bạn ấy cũng bị bệnh giống y xì con trai tôi. Thì bạn ấy có khuyên là tôi nên là cho con sử dụng cái thuốc nam siro PQA hen suyễn, thử dùng thử xem là có tiến triển gì không. Bởi vì con trai bạn ấy đã dùng rồi và hiệu quả của nó rất là tốt. Thì nói thật là có bệnh vái tứ phương mà tôi nghe là bạn ấy đã dùng mà hiệu quả như vậy, nên là tôi mua luôn về để cho con sử dụng. Với cái siro PQA hen suyễn này thì tôi dùng một ngày 3 lần cho con. Mỗi lần tôi dùng 10ml pha với nước ấm để cho con uống. Có những lúc buổi đêm ý, mà con bị nặng thì tôi sẽ cho con uống thêm một lần nữa trước khi đi ngủ. Siro PQA hen suyễn thì là không hề khó uống, có vị từ là thảo dược, thuốc nam nên là ngọt. Chính vì vậy mà con uống con còn nói là con rất là thích nữa. Đặc biệt bên cạnh đấy thì tôi cũng được là dược sĩ tư vấn là nên sử dụng với sản phẩm PQA kiện tỳ. Bởi với cái sản phẩm này thì con sẽ ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Vì vậy sức khỏe của con sẽ tốt hơn trông thấy. Thật sự lúc đầu cho con sử dụng cái siro PQA hen suyễn này tôi cũng rất là lo. Thậm chí là có cái thời gian mà tôi cảm thấy là mình nản luôn ý. Bởi vì cho con sử dụng thì là thấy là lắm lúc con ho nhiều hơn này, con nôn ọe ra rất là nhiều đờm, người thì đầm đìa mồ hôi. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì tôi có rất là nhiều các bạn nhân viên tư vấn cho công ty, họ gọi điện cho tôi hàng ngày, thường xuyên hỏi tôi là các triệu chứng của con như thế nào và nói với tôi rằng các cái triệu chứng mà hiện tại con đang có ấy, đó là chuyện rất là bình thường khi mà con sử dụng sản phẩm. Vì vậy mà tôi lại thấy rất là an tâm để có thể là kiên nhẫn duy trì sử dụng cho con hàng ngày. Sử dụng cho con được 3 tuần thì tôi thấy là các cái cơn hen suyễn của con được giảm dần, con béo tốt hơn và quan trọng là con cũng không phải nghỉ học nhiều nữa. Tôi cảm nhận được cái hiệu quả của siro PQA mang lại. Mấy ngày đầu cháu uống thì cháu còn bị ho nhiều hơn, hay ho ra đờm lắm á, nhiều lúc không thể thở nổi. Nhưng một tuần sau cháu ho ra được hết đờm thì lại dễ thở hơn, ho cũng ít đi. Uống được gần 1 tháng thì cháu thấy khỏe hơn. Cháu thấy thuốc rất dễ uống, kích thích ăn uống nên cháu hay đói, hiếm và ít dần những cơn khó thở vào buổi đêm. Đến lớp cháu được chạy nhảy cùng các bạn mà không lo sợ gì nữa. Tôi có cho con đi tái khám thì bác sĩ nói là các cái chỉ số của con đã dần ổn định rồi. Bác sĩ cũng khuyên là đang sử dụng cho con cái sản phẩm gì thì kiên trì sử dụng tiếp cho con. Và bác sĩ cũng khen là cái sản phẩm PQA này rất tốt. Kể từ đấy thì con tôi sinh hoạt coi như là không còn bệnh hen suyễn nữa. Trước đây con luôn mặc cảm, tự tin thì bây giờ hoàn toàn không còn. Thậm chí là cuộc sống của con cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Con yêu đời, con tự tin và con vui vẻ đến trường. Xin cảm ơn sản phẩm siro PQA hen suyễn rất là nhiều. Cảm ơn cả người bạn của tôi nữa đã giới thiệu cho tôi biết đến cái sản phẩm này. Với những mẹ nào mà đang có những con gặp phải cái tình trạng mà bị giống như con nhà tôi thì hãy sử dụng ngay cái sản phẩm siro PQA hen suyễn. Đây là một sản phẩm cực kỳ tốt. Tuy rằng là lúc đầu chúng ta có vất vả một chút, nhưng mà với cái lòng yêu thương cũng như cái sự kiên nhẫn thì chúng ta sẽ luôn luôn mang đến cho con mình những điều tốt đẹp nhất. Thưa quý vị,
học cổ truyền Việt Nam có rất nhiều bài thuốc quý là kết tinh thành tựu y học dân tộc mấy nghìn năm, và sản phẩm Shiro PQA dùng cho người hen suyễn chính là bước đột phá trong việc ứng dụng thành tựu đó khi kết hợp với công nghệ hiện đại, đã cho ra sản phẩm hiệu quả hơn thuốc Tây rất nhiều, hơn nữa chi phí còn giảm đến 50% so với biện pháp chữa trị thông thường. Quý vị hãy nhanh chóng để lại liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ và điều trị kịp thời. Kính chúc quý vị có một sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.